Xin chào cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Con Tum anh chị em nhé. Hôm nay em về được một số món hàng rồi, hàng nó vừa mới về ở nhà luôn. Thì mới cái món hàng này chắc là sẽ hơi hot trong mùa dịch này xíu, bởi vì đây là một số món hàng kiếm cơm cho anh chị em này. Đó, em vừa về cái thùng Makita, hàng chính hãng này, giá siêu hot luôn anh chị em nhé, giá phải gọi là siêu hot luôn. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ alo em nhé. Giá này thì bao giá thị trường luôn. Đó, bao giá thị trường luôn. Trong một cái thùng như này rất là đẹp nhá. Một ít bếp ga đồ này nọ linh ta anh tinh là có hàng rồi anh chị em nhá. Anh chị em nào có nhu cầu mua bếp ga hay đồ này nọ thì cứ báo em. Đó. Rồi. Thì đây, em giới thiệu cái sản phẩm chính thì đây là cái con Makita này. Đây. Đó, Makita chính hãng nha, tem bảo màu này. Đó. Bán này là bán của Việt Nam anh chị em nhá. Phiếu bảo hành của Việt Nam luôn này. Đây. Nhà phân phối Makita Matek đây, phiếu bảo hành đây. Đó, và có sổ hướng dẫn tiếng Việt, có sổ hướng dẫn có tiếng Việt nhá. Rồi, cái này thì bỏ qua một bên đi. Cái này bỏ qua một bên đi nhá. Cái này thì đây là của hãng này. Đấy, nó đủ thứ này. Một cái thùng này thì đây, thì đây là máy, con này con Makita 12V. Đấy, 10V 8 12V này. Đây, của nhà máy cái gì Aju Japan này, sản xuất tại Trung Quốc nhá. Tất cả hàng Makita giờ hiện tại sản xuất Trung Quốc rồi. Đấy, hàng chính hãng, tem bảy màu này, tem bảo hành của Makita này. Đó, tem bảy màu nhá. Và con này nó được trang bị một cục pin là 2A. Pin này pin zin nhá, pin zin luôn nhá. Đó, có báo pin này. Đấy, đang hết pin rồi. Con này thì gồm 20 cấp trượt, 1 cấp khoan, 2 cấp động lực nhanh chậm này. Đấy. Đầu liếc ok hết, mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Con này hiện tại bãi đang bán 500.000 một body. Đấy, body con này bây giờ là 5 xị rồi. Chưa tính đến pin bọng gì cả. Con này mới tinh nhá. Em lưu ý con này mới tinh. Và cái sạc mới, sạc này là sạc không phải sạc hãng nhá. Lưu ý nhá, đây là sạc mới. Không phải sạc hãng. Lưu ý giúp em đây là sạc mới. Đó. Sạc này sạc tàu, sạc này sạc ngoài nhá. Cái sạc này ngoài, anh chị em có thể mua thêm hoặc anh chị em có thể không mua nhá. Cái này có thể quyền lựa chọn của anh chị em. Có thể thêm sạc và có thể không thêm sạc. Thêm sạc thì thêm 200, mà không thêm sạc thì là. Đối với máy em sẽ bán như sau. Full thùng máy như này, một cái thùng này em bán 450 nhá. Thùng này không này, một cái thùng Makita này không là 450 rồi, chưa nói đến máy nhá. Đó, chưa nói đến máy mới pin nữa. Em nói ra cái giá là hết hồn rồi này. À, máy, pin, thùng 1.3 triệu. Chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Giá này em chưa bao ship và cũng không ship code luôn. Anh chị em nào chuyển khoản trước thì được trước. Em chỉ có 5 máy thôi. Anh chị em nào chuyển khoản trước thì được trước. Còn chuyển khoản sau hết hàng thì thôi. Và anh chị em thông cảm nha. Em chỉ về được có 5 máy thôi, không có nhiều đâu. Đó, mới tinh chưa qua sử dụng nha. Máy 12V. Đây, có than nhá, con này có than nhá. Đó, máy chính hãng Makita, mới tinh chưa qua sử dụng. Rồi, đối với máy, thùng. Đấy, máy, pin và thùng, pin 2A. Đó, thì là giá là 1.3 triệu. Còn đối với máy, pin, thùng, sạc như thế này là 1.5 triệu anh chị em nhá. Đó, giá là 1.5 triệu nha, có 5 thùng duy nhất thôi này. Đây, đủ thông tin nha. Máy chính hãng nha, đây có mã vạch mã code đây. Đó, in China nữa nha. Đó. Rồi, anh chị em lưu ý nha, cái con này bây giờ anh chị em tham khảo. Lưu ý nha, tham khảo body, máy và pin trên mạng nha. Anh chị em cứ tham khảo đi. Body không, con máy này là 950.000. Body không là 950.000. Chưa tính pin. Pin là 450.000 một cục nữa. Là anh chị em ra chưa? Là ra 1.3 triệu rồi. Một cái thùng này nữa, cái thùng này bây giờ đang bán, cái thùng này đang bán ở trên web á, 650.000. Nhưng mà nếu mà ai mua thùng em bán 450 một cái thùng, nhưng mà bây giờ máy trong như thế này thì em không bán thùng nhá. Em sẽ để nguyên cả bộ như này em bán. 1.3 triệu chưa bao gồm sạc, sạc là 1.5 triệu là anh chị em có full bộ. Đấy, có thể dùng thôi. Anh chị em mà cần mua full bộ như thế này là 1.5 triệu nhá, cứ thế là dùng thôi. Đó. Rồi. Qua máy. Đó, còn bếp ga thì em mới về đây. Mới về thì chỉ có 2 con thôi nhá.
Bếp ga này thì chỉ có 2 con thôi, về thì được có 2 con, nó đẹp long lanh luôn. Anh chị em nhìn này, không một tí vết ở trên mặt nhé. Cái mặt này không có một tí vết gì luôn. Những cái này thì đánh cả na đi thì nó sạch bóng luôn, hàng tuyển chọn này. Đây. Baroma này. Đó. Đây. Con này đắt 2017 nhá. Đấy, có mã vạch mã cốt này. 2017 này, con này của Baroma nhá. Tháng 6 năm 2017 này. Đó. Rồi. Như con này em đang bán là 2 triệu 8 anh em nhá. 2 triệu 8 này. Con này là 2 triệu 8 nhá, Baroma. Con dưới còn con dưới đẹp long lanh nữa. Em chưa đâu khui kịp. Rồi, thì chủ yếu là em bán cái mặt hàng máy khoan này thôi. Anh chị em nào có nhu cầu thì alo em nhá. Lưu ý nhá, giá trên là chưa bao gồm phí ship. Và lưu ý là ship một con như thế này nhá. 50.000 tiền ship nữa anh chị em nhá. 50.000 tiền ship nữa, ai mua thì cứ cộng thêm 50.000 tiền ship nữa, giá trên em chưa bao gồm phí ship. Và lưu ý mua là chuyển khoản, không ship code nhá. Đó, lưu ý giúp em nhá. Rồi, cảm ơn cả anh chị em đã xem video của em. Nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh ủng hộ nhá.